chiều mùng 1 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ về tình hình sức khỏe sau khi tiêm thử nghiệm vaccine Nanocova do Học viện Quân Y phối hợp với công ty Nanogen nghiên cứu sản xuất. Khi tiêm mũi thứ nhất vào cuối tháng 2, tôi chỉ bị phản ứng rất nhẹ, hơi váng đầu, không sốt. Khi tiêm mũi thứ hai vào cuối tháng 3, mức độ phản ứng rõ hơn. Tôi bị sốt nhẹ hơn một ngày, đầu cũng cảm thấy vang váng rõ hơn, nhưng hai ngày sau là hết, Phó Thủ tướng nói ông đam cho biết trước khi tiêm các bác sĩ đã nói rất rõ về những phản ứng có thể xảy ra mọi người được lấy ven tĩnh mạnh để đề phòng có sốc phản vệ sau khi tiêm thì cấp cứu ngay tới nay tất cả tình nguyện viên không ai bị phản ứng tới mức phải cấp cứu về khả năng sinh kháng thể ông đam cho hay sau khi tiêm mũi thứ nhất cơ thể tôi sinh kháng thể ở mức tốt tuy nhiên tất cả đang trong quá trình thử nghiệm chúng ta không thể nói chắc chắn là bao giờ việt nam có vaccine nếu điều kiện thuận lợi thì hết quý ba đầu quý 4 Việt Nam có vaccine tự sản xuất. Ông Đam cũng chia sẻ, đầu năm 2020, chính phủ đã xác định phải khẩn trương, quyết tâm thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước vì Việt Nam đông dân, không giàu có và phải tính tới tình huống dịch bệnh kéo dài, virus biến thể. Ngay khi đó, ông đã xác định khi vaccine đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm trên người thì sẽ tham gia. Tới giữa tháng 12 năm 2020, vaccine Nanocova được thử nghiệm giai đoạn thứ nhất nhưng chỉ các tình nguyện viên khỏe mạnh, dưới 50 tuổi mới được tham gia. Phó Thủ tướng không đáp ứng tiêu chí, nên chỉ có thể tiêm từ giai đoạn thứ hai. Tôi nghĩ, đã là sức khỏe thì của ai cũng quý như nhau. Tôi là Phó Thủ tướng, nhưng trước hết và mãi mãi là người dân Việt Nam. Là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tôi cần làm tất cả những gì có thể để chúng ta có vaccine sớm nhất, ông Đam khẳng định. Học viện quân y bắt đầu tiêm thử nghiệm mũi hai giai đoạn 2 vaccine nano Cova cho các tình nguyện viên từ ngày 25 tháng 3 đến mùng 6 tháng 4. Đây là những người đã hoàn thành mũi tiêm thứ nhất từ ngày 26 tháng 2 đến mùng 9 tháng 3. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc tiêm thử mũi hai vaccine nano Cova tại Học viện quân y sáng ngày 26 tháng 3.